Thì mình xin phép trình bày cái phần là Data Driven Marketing from Analytics to Action and Back. Cái agenda cái agenda của ngày hôm nay á, thì mình sẽ nói về from analytics to action như thế nào and back là cái gì. Và sau đó mình sẽ nói ba cái bài toán khá là cơ bản của marketing nhưng mà rất là thông dụng. Đó là advertising budget allocation. Đó là nếu mà các bạn có nhiều kênh quảng cáo thì bạn sẽ chi bao nhiêu tiền cho kênh này, bao nhiêu tiền cho kênh kia. Thì mình sẽ trình bày có nhiều cách để làm chuyện đó và có những cách thì hiệu quả cao hơn những cách còn lại. Và những cách này sử dụng data rất là nhiều. Cái bài toán thứ hai mình lấy ví dụ đó là product mix. Tức là một công ty của tôi bán nhiều sản phẩm thì tôi nên tập trung vào sản phẩm nào. Và sau này nếu mà tôi thêm sản phẩm mới thì tôi nên thêm sản phẩm mới như thế nào. Và làm sao để tôi thiết kế được những cái sản phẩm mới mà nó mang lại cái lợi thế cạnh tranh, nó mang lại doanh số tốt cho công ty. Cũng sử dụng data luôn. Và cái bài toán thứ tư, cái là bài toán có vẻ là hot nhất ở Việt Nam hiện nay đúng không? Customer experience. Mình nghe rất là nhiều bạn nói về customer experience. Thì mình sẽ trình bày về CX, là dùng data làm CX như thế nào. Và cái cuối cùng là mình xin phép dành khoảng chừng 5 phút giới thiệu về công ty Gematec một tí xíu. Bây giờ mình nói một cái bài toán rất là cơ bản của Data Driven Marketing. Thì đây là một cái case có thật. Một cái tổ chức phi lợi nhuận chuyên môn bảo trợ cho chó và mèo. Thì họ, công việc của họ là raise tiền từ những donor để mà có tiền nuôi dưỡng những con chó, những con mèo bị bỏ hoang. Thì họ dùng data để chia cái tập khách hàng mình ra. Họ coi là những người này họ vào trang web của mình, họ xem thông tin về chó nhiều hay xem thông tin về mèo nhiều. Từ đó họ chia ra làm hai tập khách hàng là dog supporter và cat supporter. Tức là họ dùng data, việc mà khách hàng đi vô trang web đọc cái gì, họ chia ra được là những người yêu chó và những người yêu mèo. Cái đó phần đó gọi là analytics, đúng không? Data analytics. Thì cái analytics đó nó sẽ support cho cái action là gì? Bây giờ tôi không gửi một cái lá thư cho tất cả mọi người nữa mà tôi chia làm hai cái email. Một cái email tôi nói về chó, trông có hình các con chó rất là dễ thương. Một cái email tôi nói về những con mèo, với những con mèo rất là dễ thương. Và tôi gửi cái email về con chó đó, có hình chó đó, cho những người yêu chó. Và tôi gửi những email có hình mèo cho những người yêu mèo. Cái đó gọi là action, đúng không ạ? Thì sau khi họ action xong, họ bắt đầu họ đo lường thêm nữa. Thì họ thấy là, nếu mà tôi làm cái chuyện đó, tôi gửi email chó cho những người yêu chó và tôi gửi email về mèo cho những yêu mèo, thì cái tiền donor của tôi á tăng lên là thành ra trên 3%. Hồi xưa á, tôi gửi một cái email chung cho tất cả mọi người thì cái response rate chỉ có 1%. Và bây giờ cái response rate nó tăng lên 3%. Cái này là doanh số tăng bao nhiêu phần trăm các anh chị? Bao nhiêu phần trăm? Doanh số tăng lên bao nhiêu phần trăm? 200%, 200% đúng không? Từ 1% đến 3% là 200%. Tức là doanh số của bạn đang từ 1 đồng thành 3 đồng. Tức là gấp 3 lần doanh số. Và một câu chuyện rất đơn giản. Chó, mèo, vậy thôi. Bây giờ, cái phần back là gì? Cái phần back là sau khi mà tôi đo, tôi gửi thư customize, gọi là customize email á, cho những người thích chó, những người thích mèo xong, thì tôi đo được cái response rate của họ là 3%. Cái phần đó từ action tôi tạo ra data, đúng không? Như vậy á, data driven marketing là cái gì? Là nó từ analytics tôi phân tích những người yêu chó, những người yêu mèo, từ đó tôi ra được cái action. Marketing action là gì? Tôi gửi email có hình con chó và gửi email có hình con mèo cho những người yêu chó và những người yêu mèo. Cái action đó nó tạo ra thêm data là tôi làm như vậy
thì doanh số của tôi tăng lên thêm 200% nữa. Tôi có thêm data và tôi lại dùng cái data đó để tôi tiếp tục, tôi phân tích và tôi tiếp tục có những action tiếp theo. Thì cái concept data driven marketing rất là đơn giản. From analytics to action and back. Và bây giờ mình sẽ áp dụng cái bài toán này, cái concept này vào ba cái bài toán khác nhau của doanh nghiệp. Cái bài toán đầu tiên là quảng cáo. Bây giờ giả sử tôi có rất nhiều kênh quảng cáo, đúng không? Tôi có Google, tôi có Facebook, tôi có TikTok. Và tôi có một cục tiền budget. Tôi cần phải phân bổ cái cục tiền này ra cho những cái kênh này. Thì làm sao để phân bổ cái ngân sách, làm sao để đạt được tối ưu hóa cái hiệu quả quảng cáo? Đó là bài toán đặt ra. Thì các bạn thấy là về cái phần marketer ha, đầu tiên á là họ có một cái allocation strategy, họ chia cái cục tiền, cái cục budget đó ra cho các kênh số 1, số 2, số 3. Sau đó họ sẽ chạy advertisement, họ chạy quảng cáo tới user. Thì user, người dùng sẽ respond, đúng không? Người dùng sẽ respond, thì khi mà họ respond á thì các cái công ty này thu lại return information. Rồi từ cái information đó, họ lại hiệu chỉnh cái allocation strategy. Các bạn hình dung được không? Tôi phân bổ ra, tôi chạy xong thì tôi coi kết quả user phản ứng như thế nào. Rồi tôi dùng cái thông tin đó, tôi lại tiếp tục dùng cái thông tin đó để mà tôi allocate lại cái tiền quảng cáo khác đi. Và cứ mỗi cái vòng lặp như vậy á, thì cái việc allocation tiền quảng cáo nó sẽ tốt hơn lúc trước một chút xíu. Thì các bạn thấy là gì? Allocate cái tiền quảng cáo cho những cái channel khác nhau cũng là từ analytics tới action and back, đúng không? Cuối cùng action xong lại collect more data. Như vậy data driven marketing rất là đơn giản thôi. Chúng ta phân tích data, chúng ta có những cái action, rồi từ cái action đó chúng ta thu thập được nhiều data hơn, và chúng ta lại quay lại chúng ta phân tích, và cứ mỗi lần như vậy chúng ta sẽ làm tốt hơn một chút. Nhưng mà vấn đề budget allocation trong quảng cáo nó phức tạp hơn. Chuyện này như vậy. Ví dụ như là tôi có hai cái channel, đúng không? Một cái channel tôi là Team, một cái channel là JJ, I and J. Mà mỗi cái kênh đó thì tôi không có quảng cáo một lần, tôi quảng cáo nhiều lần, đúng không các bạn? Tôi quảng cáo nè, ở thời gian ví dụ như là tuần thứ nhất tôi quảng cáo cái này, cái tuần thứ sau tôi chuyển qua cái này, tuần thứ ba tôi lại quảng cáo cái khác nữa. Tức là cùng một kênh quảng cáo tôi lại quảng cáo nhiều thứ khác nhau, tôi có nhiều cái advertising khác nhau. Và user họ không chỉ nhìn thấy một cái quảng cáo của tôi mà họ nhìn thấy nhiều quảng cáo của tôi. Họ có thể thấy quảng cáo này, đúng không? Họ nhìn cái quảng cáo này xong rồi họ nhìn thấy quảng cáo này. Ví dụ như là họ thấy cái quảng cáo đầu tiên, cái tuần đầu tiên họ thấy quảng cáo của tôi trên Facebook, tuần thứ hai họ lại thấy quảng cáo của tôi trên Google, ví dụ như vậy. Thì hai cái này nè, một cái quảng cáo tuần đầu tiên trên Facebook và cái quảng cáo tuần thứ hai trên Google đó, thực ra nó đều tác động tới user luôn, đúng không? Vậy thì cái tác động quảng cáo của từng cái quảng cáo trên từng kênh và từng thời điểm khác nhau nó không có độc lập, đúng không? Tại vì người dùng họ sẽ nhìn thấy nhiều quảng cáo trên nhiều kênh khác nhau và tổng hợp những cái vấn đề đó, những cái effect đó, nó sẽ tác động lên hành vi mua người dùng. Như vậy, cái việc mà tôi allocate tiền giữa channel I, channel J hay là giữa Facebook và Google, nó không đơn giản chỉ là cái kênh nào hiệu quả hơn cái kênh nào, mà chúng ta phải coi được cái tương tác của những cái kênh nó với nhau nữa. Vậy thì làm sao làm được chuyện đó? Rất may mắn là chúng ta có nhiều phương pháp để làm chuyện đó. Thì một cái research, họ sử dụng data ở một cái công ty, một cái internet company, và họ chạy cái chương trình quảng cáo để acquire new user. Và họ định nghĩa là new user là một cái người nào đó tới website của họ và register, tất nhiên là đăng nhập vô, đăng ký email, password này nọ. Thì mỗi người đăng nhập, đăng ký xong thì gọi là có một cái new user. Và thông tin, cái data dùng để nghiên cứu cái bài nghiên cứu này là trong 540 ngày. Người ta có được thông tin 540 ngày của quảng cáo. Và công ty này sử dụng 5 cái kênh quảng cáo khác nhau.
5 kênh quảng cáo khác nhau. Thì khi mà phân tích cái data quảng cáo trên 5 kênh khác nhau trong 540 ngày thì những cái nhà nghiên cứu họ mới tìm ra được cái chiến lược allocate cái budget cho những kênh quảng cáo khác nhau, nó có tác động rất là khác nhau. Cái màu đỏ đó, cái đường màu đỏ đó các bạn, đó là của phương pháp là BMDP. BMDP là Budget Markov Decision Process. Thì cái process này á, là cái process gì? Nó gọi là memoryless process. Memoryless là không có trí nhớ, không có trí nhớ. Thì cách này sao? Là sau khi tôi chạy quảng cáo tuần thứ nhất, đúng không? Tôi nhìn thấy kết quả của quảng cáo tuần thứ nhất, xong rồi tôi allocate tiền, tôi chạy tuần thứ hai, tôi lại nhìn kết quả tuần thứ hai, tôi lại allocate tiền. Như vậy thì mỗi lần tôi make decision á, thì tôi chỉ sử dụng cái hiện trạng tại cái thời điểm đó để tôi make decision mà thôi. Thì cái này là rất nhiều công ty đang làm, đúng không? Chúng ta có data, chúng ta có hiện trạng hiệu quả của các kênh quảng cáo mà chúng ta lại allocate lại nguồn tiền. Thì phần lớn các công ty chạy quảng cáo hiện nay là làm cái phương pháp này. Thì cái phương pháp này các bạn thấy á, là cái learning của nó, cái là sau nhiều lần làm á, thì họ chỉ đạt tới là 10.000 new user thôi. À, cùng một cái lượng tiền để chạy quảng cáo thì họ đạt được khoảng là 10.000 new user. Cái phương pháp thứ hai gọi là batch queue learning hay là reinforced learning. Reinforced learning là sao? Bây giờ tôi không có phải là memoryless, tôi không có quyết định dựa trên chỉ cái thời điểm hiện tại, mà tôi lấy luôn thông tin của những cái thời điểm trước đó nữa. Cái là tôi có một cái memory rất là lâu và tôi phân tích là tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba, tuần thứ tư, dựa vào nhiều cái thông tin đó tôi make decision là tuần thứ năm tôi sẽ làm cái gì. Thì cái đó nó tăng lên 12.000 new user. Cái phương pháp thứ ba gọi là QMKNCKP là reinforced learning multiple choice knapsack problem. Ngoài cái chuyện mà tôi lấy cái thông tin của nhiều cái thời điểm khác nhau trong quá khứ, thì tôi còn làm một cái chuyện nữa là tôi chạy một cái simulation, tôi thử là tôi dịch chuyển những cái ngân sách quảng cáo từ cái kênh này qua kênh khác, từ kênh này qua kênh khác, từ kênh này khác, cho tới nào tôi đạt được cái mức tối ưu thì tôi sẽ dừng lại. Thì dùng cái thuật toán này á, thì có thể đẩy lên new user acquisition đó là 13.500. Như vậy thì các bạn thấy á, là nếu mà chúng ta sử dụng data để phân tích và có phương pháp phân tích tốt, chúng ta có thể đưa cái new user acquisition cùng một số tiền như nhau từ khoảng 10.000 lên thành 13.500 là tăng là bao nhiêu? 35%. Hiệu quả quảng cáo mà tăng 35% là cũng nhiều, đúng không ạ? Thì cái bài toán này là Advertising Budget Allocation để giúp chúng ta allocate cái tiền và những cái kênh quảng cáo khác nhau một cách tối ưu. Rồi, bây giờ mình đi qua cái bài toán thứ hai là Product Mix. Giả sử như là tôi bán có nhiều sản phẩm khác nhau, nhưng mà ở đây đơn giản bài toán tôi cho là hai sản phẩm đi. Tôi có cái sản phẩm bên trái và cái sản phẩm bên phải tôi bán. Giờ làm sao để tôi biết là tôi nên tập trung nguồn lực vào sản phẩm nào? Tôi dựa vào thông tin gì, dựa vào data gì tôi biết là tôi nên tập trung vào sản phẩm nào? Doanh số, ok. Tôi dựa vào doanh số và profit margin, đúng không? Doanh số, nhưng mà còn có lời hay không, lời bao nhiêu phần trăm. Và thứ ba là growth rate, có nghĩa là cái sản phẩm nó đang đi ngang hay sản phẩm đang grow. Có những sản phẩm doanh số nhỏ nhưng mà nó grow rất là nhanh thì tôi cũng nên tập trung, đúng không? Thì tôi sẽ dựa vào ba cái loại data: sale, profit margin và growth rate. Thì dựa vào ba cái loại data này tôi sẽ biết là tôi nên chọn cái sản phẩm nào để tập trung nguồn lực vô. Nhưng mà
bây giờ tôi không bài toán không phải là chọn sản phẩm nào để tập trung nữa, mà giờ tôi muốn là cái sản phẩm tiếp theo mà tôi sẽ bán á, nó phải có hình dạng như thế nào. Vậy thì những cái data này có giúp cho chúng ta xác định được là cái sản phẩm tiếp theo nó sẽ nên như thế nào hay không. Bây giờ hai sản phẩm hiện tại là vậy, đúng không? Vậy cái sản phẩm tiếp theo nó nên là cái gì? Thì đã làm được cái bài toán này á, thì product level data, tức là những cái data ở cái product level á, sẽ không giúp chúng ta giải quyết được. Chúng ta phải đi sâu thêm một bước nữa. Đó là characteristic level data. Chúng ta sẽ đi data về color, về textures, về material, nó dài hay nó ngắn. Nếu mà chúng ta phân, chúng ta tag những cái sản phẩm chúng ta theo những cái characteristic này, thì chúng ta sẽ biết được là để bán chạy thì cái sản phẩm nó phải có những cái characteristic gì. Và khi đó chúng ta sẽ biết được là khi tôi thiết kế một sản phẩm mới thì cái sản phẩm mới nó phải có những cái characteristic gì. Thì cái thông tin khi chúng ta đi xuống một cái level nữa, characteristic level data, chúng ta sẽ có được cái thông tin là làm thế nào để thiết kế sản phẩm mới mà nó bán chạy. Nhưng mà các bạn hình dung nè, nếu mà tôi dựa vào những cái characteristic của hai sản phẩm này để tôi thiết kế ra sản phẩm mới, thì sản phẩm mới nó cũng là cái lai tạo giữa hai cái này thôi, đúng không? Nó cũng là lai tạo hai cái này thôi. Thì một lúc nào đó thì người ta sẽ thấy ồ, sản phẩm mới tôi quay đi quay lại nó cũng vòng mấy cái ra né nhau. Bây giờ nếu mà tôi muốn cái mà really really new product, từ breakthrough product luôn, thì tôi phải làm sao? Lúc này những cái thông tin mà dựa trên những cái sản phẩm cũ, kể cả là bạn break down xuống characteristic level data, bạn cũng không trả lời được. Cơ bản là bạn không có data, đúng không? Thì tất cả những data của bạn là quá khứ. Bây giờ bạn muốn làm cái gì really really new, tức như là nó không có trong quá khứ, thì bạn không thể nào dùng data trong quá khứ để mà làm được. Bây giờ bạn phải có một cái new data. Mà new data chỉ có được khi bạn có new action, đúng không? Bạn có new action. Như vậy, nếu mà tôi muốn thiết kế được cái gì đó really really new và bán chạy, thì tôi không thể nào cứ phân tích mấy cái mẫu cũ này được. Tôi phải introduce vô cái dòng sản phẩm của tôi một vài cái mẫu nó thật sự là khác biệt. Nó có những cái characteristic khác biệt để tôi làm experiment. Lát nữa cô Nguyên sẽ nói rất kỹ về experiment làm như thế nào. Nhưng mà cái experiment đó là action. Cái action nó tạo ra data. Và chúng ta mới dùng cái data đó để thiết kế ra cái sản phẩm mới. Và cái sản phẩm mới đó không nhất thiết phải giống như cái sản phẩm mà mình experiment. Nhưng mà cái sản phẩm mình experiment nó tạo ra data về characteristic cho cái sản phẩm mới. Ok, như vậy thì nếu mà chúng ta chỉ sử dụng data trong quá khứ để mà thiết kế ra những cái mới, thì cái mới chúng ta nó cũng chồng những cái cũ thôi. Nó có thể là lai tạo chút xíu, nhưng mà nó không có cái gì thực sự là đột phá. Để đột phá, chúng ta cần có một cái loại data khác, và chúng ta phải có một cái new action để tạo ra cái data đó để chúng ta làm một cái việc mới. Như vậy á, nếu mà gọi là data driven marketing mà chỉ là phân tích data đến action không á, là không có đủ. Mà chúng ta phải, nhiều khi chúng ta phải làm action để tạo ra data để mà làm. Okay. Thì cái bài toán này là cái bài toán là product mix. Thì rất là nhiều công ty hiện giờ đang sử dụng cái phương pháp này để thiết kế ra những cái sản phẩm mới mà phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, mà không cần phải đi hỏi người tiêu dùng nha. Nhiều khi hỏi cũng không ra đâu, hỏi tôi thích cái này, cuối cùng họ thích cái khác á. Rồi, cái bài toán thứ ba mà mình muốn giới thiệu các bạn là customer experience. Customer experience hiện giờ mình thấy Việt Nam mình nói rất là nhiều, nhưng mà nó hơi sai, nên bây giờ mình phải address cái vấn đề đó một tí xíu. Cái suy nghĩ về customer experience bây giờ là tôi sẽ thu thập thiệt là nhiều data về customer. Sau khi tôi có thiệt là nhiều data về customer xong thì tôi sẽ customize the experience.
Ví dụ như là các bạn thích nơ màu xanh, thích màu xanh thì bạn tới hội thảo tôi dẫn bạn vô cái ghế có nơ màu xanh. Bạn thích không có nơ, tôi sẽ dẫn bạn vô cái ghế không có nơ. Đúng không? Và tôi chỉ biết điều đó khi tôi có được data của bạn, tôi biết bạn thích cái gì. Cái đó là customized experience. Cái chuyện, cái bài toán đầu tiên đó, yêu chó, yêu mèo cũng là cái bài toán là customized experience. Sau đó, vì customized experience, tôi sẽ có satisfaction và retention. Tức là họ được kém, họ experience cái, những cái mà experience mà cá nhân, nó cá nhân hóa đó, tôi thích cái gì thì tôi được cái đó đó, thì tôi sẽ satisfy và retention. Thì cái này là cái framework của CX hiện nay. Đây là cái framework của CX hiện nay. Nhưng mà nó sai. Nó sai ở chỗ này nè. Chưa chắc customer experience sẽ tạo ra satisfaction and retention. Và nhiều khi là the other way around, nó sẽ ngược lại luôn. Mình sẽ cho các bạn một số ví dụ. Rất ít công ty trên thế giới có nhiều data khách hàng bằng airlines. Các công ty hàng không có rất nhiều data về khách hàng. Tại sao? Bạn bay là bạn phải có vé, tất cả những thông tin của bạn là identifiable information. Đúng không? Không có cái kiểu mà thông tin mà không identify được. Thì từ khi mà bạn vô trang web cho tới bạn lấy luggage, bạn mang về nhà, tất cả thông tin airline đã biết hết. Và họ customize experience rất là nhiều. Nhưng mà kết quả thì không như mong muốn. Một trong những cái lý do mà airline họ customize rất là nhiều nằm ở chỗ là business traveler đó chỉ có 12%. Nhưng mà 12% đó generate là 75% profit cho airline. Như vậy thì it makes sense là airline sẽ treat những cái business traveler này rất là đặc biệt. Và họ có đủ thông tin để làm chuyện đó, họ có đầy đủ thông tin để treat những người này rất là đặc biệt. Bây giờ mình kể cho bạn nghe một cái case của Peter Feder. Cái case rất là nổi tiếng, ông này là một giáo sư. Thì ông bay rất là nhiều, ông travel rất là nhiều. Thì ông có cái highest frequent flyer status. Và luôn luôn là ông đi là business class. Nhưng có một lần ông đi economy, tại lúc đó ông đi travel với gia đình. Ông đi nguyên đại gia đình, đi nghỉ mát, ông đi economy. Thì cái chuyện này nó trigger cái CX system của cái airline đó. Tại sao mà một người business class luôn luôn đi business class, bây giờ đi economy, đúng không? Bắt đầu là cả hệ thống trigger, bắt đầu là red flag là hiện lên tùm lum hết. Xong rồi đẩy thông tin lên flight crew, những người trên chuyến bay, những nhân viên hàng không đó, tiếp viên hàng không đó. Thì cái flight crew này đó, trong suốt chuyến bay đó, treat cái family này very special. Mặc dù là ngồi ở economy class, nhưng mà treat as business class. Very special. Kết quả là sao? Ông này, ông feel là embarrassed, ông cảm thấy rất là khó chịu, đúng không? Tôi ngồi giữa tất cả mọi người và tự nhiên tôi được treat rất là different, trong khi mọi người khác là khác. Ông cảm thấy rất là xấu hổ chuyện đó. Cả cái family, ông không có thấy happy. Nhưng mà điều tệ hại hơn là gì? Những người khách hàng khác feel very unhappy về chuyện này. Tại sao đúng không? Đúng không? Thành ra là cái customer experience actually là nó là backfire trong tình huống này. Và tại sao có những airline vẫn tiếp tục những cái practice này? Tại vì họ theo cái mô hình này. Họ theo cái mô hình này. Họ nghĩ là ok, tôi có customer data, tôi sẽ customer experience, nó sẽ dẫn tới satisfaction and retention, but no. Bạn thiếu cái gì? Các bạn biết là cái mô hình này nó thiếu cái gì không? Thiếu cái gì? Thiếu cái gì à? And back. Chính xác, đúng rồi, thiếu and back. Bạn làm xong rồi, người ta có thể thực sự satisfy hay không? Và người ta có thực sự là retention hay không? Thì những cái này họ không có làm cái phần and back. Đó là lý do tại sao mà mình hôm nay mình nhấn mạnh cái and back. Đúng không? Làm data driven marketing mà từ analytics tới action thì nhiều người nói rồi, nhưng mà cái problem là and back. Bạn làm action xong rồi cái data nó trả về như thế nào, bạn có phân tích nó hay không?
thì rất là nhiều airline bị cái problem này. Mình nói tiếp theo là nói một cái case very successful về CX, đó là Southwest. Southwest là một hãng hàng không của Mỹ và hiện giờ họ rank rất là high về CX. Họ rank rất là high về CX nhưng mà họ làm ngược lại hết tất cả những cái gì giáo trình CX dạy. Họ làm ngược lại hết, tức là trong sách CX dạy sao là ngược lại. Là gì? Không có segmentation. Đúng không? CX là gì? Tôi có data để tôi customer experience. No, no segmentation. Họ chỉ có 3 option thôi. Và cái option đó minimum differences, có nghĩa là có 3 cái loại vé nhưng mà khác biệt rất là ít. Và cái khác biệt đó là không có visible, có là cái ghế là đi chen hết. Họ chỉ khác biệt là ví dụ như là cái hạng ghế cao nhất thì được refund, nếu bạn không đi được refund. Và cái đó là invisible, đúng không? Cái đó là invisible, không visible. Tất cả những cái differences là invisible. Tại vì sao? Tại vì họ dùng customer analytics không phải để improve someone, nhưng mà họ improve everyone experience. Cái là cái hàm số mà đưa vô á, không phải là to try to like satisfy some special person, but we want to try to satisfy everyone. Thì các bạn thấy là họ đi ngược lại toàn bộ giáo trình về CX. No differentiation. Nhưng mà họ đạt được cái range rất là cao về CX. Tại vì sao? Cái đi máy bay đó là một cái gọi là một cái trải nghiệm tập thể, nó không phải là một cái trải nghiệm cá nhân. Thật ra là họ thay vì họ maximize từng cá nhân experience, họ try to maximize the whole flight experience. Và họ làm rất tốt cái chuyện and back. Họ analyze data xong họ thấy là cái retention rate họ rất là cao, satisfaction rất là cao. Ok, that's a good one, mặc dù nó đi ngược lại đại đa số những quyển sách nói về CX. Ok, thì như vậy á, mình xin kết thúc cái phần trình bày này là data driven marketing á, là một cái learning process. Nó không phải là một cái linear path, tôi phân tích data xong rồi tôi làm, mà nó là một cái learning process. Tôi phân tích data xong rồi tôi action xong tôi làm xong rồi tôi phải collect data để tôi quay lại tôi phân tích, để từ đó tôi đưa ra những cái bài học gì. Thì đó chính là data driven marketing. Chắc là các bạn có câu hỏi gì để đến cuối buổi hỏi luôn ha. Tất cả mọi speaker xin thảo là chung. Mình xin dành ít phút ra để nói sơ qua về công ty Gmatech một tí xíu. Thì khoảng hơn một năm về trước, mình cảm nhận thấy trong cái marketing và cái digital world đó, nó có một cái vấn đề là như vậy. Những công ty mà đi bán những cái solution về digital marketing, về data solution, phần lớn là partner của một cái big tech nào đó. Tôi là partner với Amazon, tôi đi bán service Amazon. Tôi là partner của Google, tôi đi bán service của Google. Như vậy thì khi mà tôi bán service của Amazon hay tôi bán service của Google, tôi gặp khách hàng thì tôi nói là cái gì là tốt nhất cho khách hàng. Tôi nói Amazon là tốt nhất, tôi nói Google là tốt nhất, đúng không? Thì khi mà chúng ta có quá nhiều Big Tech và partners Big Tech everywhere đi bán là ô, hãy xài service Amazon đi, hãy xài service của Google đi, tốt lắm. Wait a minute, vậy thì người nào sẽ là đại diện cho cái interest của các business? Làm sao các business biết được là tôi nên xài Amazon hay tôi nên xài Google hay tôi nên xài Facebook? Hay là tôi xài một cái combination nào đó? Vậy thì cần phải có một cái công ty hoặc là một cái tổ chức nào đó đứng ra làm cái chuyện này. Và tôi nghĩ là tôi muốn làm cái chuyện đó. Tôi muốn represent cái interest của các cái business.
tôi muốn gặp họ để tôi biết là cái problem của họ là cái gì, cái opportunity của họ là cái gì. Và khi tôi provide solution là tôi provide cái solution nó benefit cái business của khách hàng in the long run, chứ không phải là tôi cố gắng đi bán một cái technology nào đó. Và luôn luôn chúng ta là muốn start với là business and goals, và technology hay tool đó là come later and only if it fit the business need, nghĩa là nếu mà thực sự khách hàng cần tôi không phải recommend. Thì cái đó là cái value proposition của Symantec. Thì chúng tôi làm những chuyện gì? Chúng tôi cung cấp hai cái dịch vụ chủ yếu hiện nay, đó là integrated digital marketing và data driven business. Và cái hội thảo hôm nay á là cái hội thảo combine cả hai luôn, vừa data vừa marketing. Cái deliverable của Symantec đó là consulting, là tư vấn cho khách hàng. Nhưng mà tư vấn cho khách hàng xong rồi á, chúng tôi sáng tay áo lên làm luôn, chứ phải tư vấn xong rồi gửi cái report. Chúng tôi làm luôn view, operate and transfer cho khách hàng. Chúng tôi làm luôn cái dịch vụ là foreign market penetration, là tại vì mình thấy là Việt Nam mình có nhân sự rất là tốt, có nhiều sản phẩm rất là tốt, tại sao không giúp các công ty Việt Nam bán sản phẩm Việt Nam, dùng người Việt Nam bán sản phẩm Việt Nam ra nước ngoài bằng những cái công nghệ marketing tốt nhất hiện nay, và chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Chúng tôi làm in-house training và public training. Public training là cái mà các bạn nhìn thấy đó, là những cái đó là những cái lớp public training. Thì hiện giờ Symantec có 22 core expert, 7 người ở Mỹ và 15 người ở Việt Nam. 30% participant đó là đang nằm ở ngoài Việt Nam. Và clients á, hiện giờ ở 3 cái thị trường khác nhau: Việt Nam, US và The Philippines. Và chúng ta có khách hàng vận hành ở 3 thị trường nha, chứ không phải là công ty Mỹ mà làm ở Việt Nam, mà tôi làm ở thị trường Mỹ, làm ở thị trường Philippines và thị trường Việt Nam. Ok, rồi thì tiếp theo là cái gì vậy? Các bạn có thể request những cái public class syllabi ở đây ha. Và ở gmail.com duyệt đào tạo thì cái đó là public class syllabi, là những cái đề cương môn học đó. Thì nếu mà các bạn muốn request những cái public class syllabi của Symantec thì các bạn có thể thể tải cái trang web này về. Mình xin phép kết thúc cái phần trình bày của mình ở đây, và tiếp theo là mình xin mời cô Phương Đoàn sẽ nói về content và data. Các bạn cho cô Phương Đoàn một tràng pháo tay.